Thưa quý vị, sau khi từng bước thích ứng an toàn với dịch bệnh, đến nay các chuỗi kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh đang phục hồi theo lộ trình với nhiều giải pháp phù hợp. Dự báo xu hướng sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2021 tiếp tục hoạt động ổn định, góp phần để chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức cao nhất có thể. Hiện nay, tất cả hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại bình thường trong giai đoạn mới. Hầu hết người lao động tại các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, đáp ứng điều kiện để duy trì phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân. Theo Sở Công Thương, phân đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2021 với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 93.000 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Xuất khẩu ước đạt 6,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,05% so với cùng kỳ nhập khẩu ước đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Để đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, sở công thương đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Qua đó, từng bước mở cửa các hoạt động thương mại dịch vụ để có phần đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021. Phấn đấu đến cuối năm 2021, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ đều hoạt động trở lại bình thường ổn định.